Thưa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả quan trọng mà tỉnh Bến Tre chúng ta đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua khi thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 11 của Đảng bộ tỉnh? Và cùng với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực thì tỉnh còn có những khó khăn vướng mắc nào cần phải tập trung tháo gỡ, thưa đồng chí? Trước hết khi nói về cái kết quả thành tựu của 2 năm rưỡi về thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đó, thì mình phải nói về cái bối cảnh tình hình. Có nghĩa là trong 2 năm rưỡi qua đó, thì thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 thì có thể nói là chúng ta nằm trong cái điều kiện là có thuận lợi, nhưng mà có thể nói là cái khó khăn nó bao trùm, rất là thách thức trong cái quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Thì cái khó khăn của tỉnh nhà trước hết là cái vấn đề biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Đây là một cái vấn đề rất lớn mà nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chúng ta. Cái thứ hai có thể nói là cái giá cả của hàng nông sản, nông thủy sản của chúng ta thì phải nói là cũng rất là nhiều khó khăn. Đặc biệt là cái giá dừa thì xuống rất sâu và rất lâu. Do vậy thì ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là cái thu nhập và đời sống của người dân. Cái thứ ba có thể nói là cái khó khăn đó là cái diễn biến của tình hình thế giới. Thì nó là tác động không nhỏ đến cái việc phát triển kinh tế, đặc biệt là cái xuất khẩu. Đặc biệt là cái tình hình chiến tranh Nga-Ukraine nó tác động rất là lớn. Và có thể nói có một cái khó khăn bao trùm 2 năm rưỡi qua đó, thì đó là cái dịch Covid-19. Nó làm cho chúng ta là cái kinh tế chúng ta rất là khó khăn, rất là đình trệ, rất là đình trệ. Mà cái lời khó khăn này là ngoài cái việc là chúng ta phải phục hồi trở lại rồi sau đó mới phát triển. Có thể là 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội, nhưng mà có thể nói là hơn 1 năm chúng ta phải tập trung cho cái việc phòng chống dịch bệnh. Thì chúng ta phải thấy được những cái bối cảnh thuận lợi khó khăn đó thì chúng ta mới khẳng định được cái kết quả mà 2 năm rưỡi chúng ta thực hiện. Thì có thể nói là cái kết quả 2 năm rưỡi thực hiện cái nghị quyết đại hội đó, thì đến giờ này thì chúng ta có 9 trên 22 cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội là chúng ta đã đạt và sắp xỉ đạt. Còn lại thì đa số là các cái chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, còn một số chỉ tiêu đạt thấp thấp hơn. Thì trong đó có cái tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế thì như tôi nói phần đầu đó là cái dịch bệnh Covid và các khó khăn khác nó ảnh hưởng đến cái tăng trưởng kinh tế. Nhưng mà phải nói là một cái điều rất là đáng mừng á, là trong suốt từ năm 2020 cho đến nay đó, cuối năm 2022 đó, thì cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta là không có bị tăng trưởng âm. Mà tuy là tăng trưởng không cao nhưng mà liệu là tăng trưởng dương. Có những năm mà chúng ta đạt cái tỷ lệ cũng khá cao, như năm 2022 thì tăng trưởng của chúng ta đạt phải 7,23%. Tôi cho đó cũng là một kết quả phấn đấu nỗ lực mà trong cái điều kiện khó khăn như tôi đã nêu trên. Cái việc thứ hai đó thì có thể một cái thành công nữa là chúng ta đã đoàn kết thống nhất và vượt qua cái đại dịch Covid-19. Thì đây là một cái kết quả mà phải nói là rất nỗ lực rất lớn, tập trung rất toàn diện, nhiều giải pháp để chúng ta vượt qua cái đại dịch. Đó cũng là một cái kết quả mà phải nói là rất là đáng kể. Bên cạnh đó thì chúng ta chăm lo cái đời sống người dân, đặc biệt là công tác an sinh xã hội. Thì chúng ta làm khá tốt cái việc này, cũng như là hỗ trợ các cái doanh nghiệp theo cái chỉ đạo của chính phủ, thì chúng ta cũng đã làm tốt. Cái thứ ba đó thì phải nói là 2 năm rưỡi qua đó, thì có một điều rất đáng mừng là khó khăn như thế, nhưng mà chúng ta kêu gọi được rất là nhiều nhà đầu tư vào đầu tư của tỉnh chúng ta. Đặc biệt là chúng ta đã ký kết được với 10 cái nhà đầu tư chiến lược và nhiều cái nhà đầu tư khác đến đầu tư tại Bến Tre. Thì đến giờ này thì có thể nói là chúng ta có tất cả là 19 cái dự án về điện gió, rồi 35 cái dự án về phát triển đô thị trong toàn tỉnh.
rồi đặc biệt là có hai cái dự án mà đang chuẩn bị để đầu tư vào Bến Tre, đó là hai cái dự án phát triển hydro xanh, là một cái loại nhiên liệu mới, sản xuất là nhiên liệu mới để thay thế xăng dầu. Thì có thể nói là chưa bao giờ tỉnh nhà chúng ta có được các cái dự án đầu tư nhiều và lớn như vậy. Thì đây là cái cơ sở tiền đề cho cái sự đột phá phát triển những năm còn lại và đặc biệt là các nhiệm kỳ sau. Và cái việc thứ tư đó thì có thể nói là cái nhiều cái công trình dự án mà lớn được triển khai ở địa bàn mà nó trở thành cái động lực cho cái sự phát triển, đó là cái dự án cầu Rạch Miễu 2, cái dự án chuẩn bị là khởi công cái dự án cầu Định Khao, cũng như là cái dự án đường dân biển. Ngoài ra thì còn có các cái dự án thủy lợi Nam Bắc Bến Tre để tạo một cái vùng nước ngọt đảm bảo an toàn cho sản xuất sinh hoạt và đời sống của người dân. Thì đó là những cái dự án có thể nói là rất là động lực cho sự phát triển trong tương lai của tỉnh nhà. Thì ngoài ra thì các lĩnh vực về văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh thì chúng ta vẫn đảm bảo thực hiện tốt, cho nên là cái 2 năm rưỡi qua thì chúng ta có thể bốc lên được một số kết quả mà nổi bật của 2 năm rưỡi thực hiện trong cái điều kiện khó khăn. Xin Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cho biết về một số kinh nghiệm của tỉnh Bến Tre trong triển khai thực hiện nghị quyết giữa bối cảnh gặp nhiều khó khăn như vừa qua. Cái kinh nghiệm của 2 năm rưỡi qua đó, thì trong cái báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thì nêu rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà trong đó tôi xin phép được nhấn mạnh 3 cái kinh nghiệm mà chúng ta cần quan tâm, đặc biệt là trong quá trình lãnh đạo điều hành thì tôi rút ra được 3 cái kinh nghiệm này. Cái kinh nghiệm thứ nhất là trong cái điều kiện càng khó khăn như là dịch Covid-19 chẳng hạn, thì đòi hỏi cái sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, trong hệ thống chính trị càng cao. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với nhau ở các cấp các ngành. Cái thứ hai đó, trong quá trình lãnh đạo điều hành đó thì chúng ta phải rất là năng động, linh hoạt, sáng tạo thì mới hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ. Đặc biệt là nó phù hợp với tình hình chung và thực tế phát sinh ở tại địa bàn của mình. Thì chúng ta lãnh đạo điều hành sao là rất là linh hoạt để thực hiện được tốt các cái nhiệm vụ. Cái thứ ba đó thì tất cả các cái chủ trương lớn, các cái công trình dự án lớn của trên địa bàn đó thì phải có cái sự thống nhất về mặt chủ trương ở các cấp các ngành thì chúng ta mới triển khai thực hiện có hiệu quả. Thì có thể nói là tôi bên cạnh các cái bài học kinh nghiệm nêu ra trong cái báo cáo của nghị quyết sơ kết giữa nhiệm kỳ thì chúng tôi thấy còn có những cái điểm nhấn như vậy để trao đổi thêm. Để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Bến Tre hướng tới mục tiêu nhanh và bền vững thì đạt mục tiêu nghị quyết đề ra, trong thời gian tới tỉnh sẽ làm gì để tạo ra sự đột phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội 11 đã đề ra, thưa Chủ tịch? Thì về các cái giải pháp đột phá thì trước hết là chúng ta tập trung vào những cái chỉ tiêu là còn thấp mà qua thực hiện 2 năm rưỡi thì để chúng ta có cái giải pháp để tập trung nhiều hơn để thực hiện các cái chỉ tiêu giải pháp đó. Cái thứ hai thì có thể nói là trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đó thì chúng ta có một cái nghị quyết mà có thể nói là rất là đột phá, đó là nghị quyết phát triển về hướng đông. Thì đây là một cái nghị quyết có thể nói là trong quá trình thực hiện sẽ lâu dài, và có thể nói khi thực hiện được cái nghị quyết này thì nó trở thành một cái nghị quyết đột phá của tỉnh về cái phát triển trong tương lai. Trong cái về cái đột phá về phát triển kinh tế đó thì chúng ta sẽ tập trung vào 3 cái lĩnh vực. Thì một là cái lĩnh vực công nghiệp, cái thứ hai là cái đô thị,
và thứ ba là hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và cái hạ tầng nước. Thì chúng ta tập trung vào ba cái lĩnh vực đó để chúng ta đột phá. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phát huy cái nông nghiệp của chúng ta, nền nông nghiệp của chúng ta. Nền nông nghiệp của Bến Tre vẫn là cái vai trò bà đỡ và nền tảng của sự phát triển. Ở bên cạnh đó thì chúng ta tập trung phát triển du lịch rồi thương mại dịch vụ, thì để chúng ta có cái sự đột phá trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 ở 2 năm rưỡi còn lại. Xin Chủ tịch nói rõ hơn về các lĩnh vực công trình trọng tâm đột phá mà tỉnh sẽ thực hiện trong thời gian tới. Thì như tôi nói đó, là chúng ta sẽ tập trung đột phá vào công nghiệp, rồi đô thị và hạ tầng. Thì về công nghiệp đó thì có thể là chúng ta tập trung vào các cái lĩnh vực như thế này. Một là chúng ta tập trung vào cái công nghiệp chế biến nông thủy sản mà vốn là cái thế mạnh của địa phương chúng ta. Cái thứ hai về lĩnh vực công nghiệp là chúng ta sẽ tập trung vào cái phát triển các cái dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các cái dự án điện gió, điện hydro xanh. Thì đây là phải nói là đây là những cái công trình dự án lớn, đặc biệt là hai cái dự án hydro xanh. Nếu mà chúng ta thực hiện triển khai được trên địa bàn thì nó tạo một sự đột phá, bởi vì đây là những cái dự án đầu tư rất lớn, tạo sự đột phá cho tỉnh nhà trong cái tương lai. Cái thứ ba là chúng ta phải hoàn thành, trước hết là chúng ta phải phát huy các cái khu cụm công nghiệp mà chúng ta đã hoàn thành để tiếp tục hoàn thiện hơn cho sự phát triển. Cái thứ hai là chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện các cái khu cụm công nghiệp mà chúng ta có định hướng để chúng ta hoàn thành để phát triển lên lĩnh vực công nghiệp. Đặc biệt là trong năm nay là chúng ta phải hoàn thành cho được cái khu công nghiệp Phú Thuận để kêu gọi nhà đầu tư vào đầu tư cho sự phát triển. Đó là về lĩnh vực công nghiệp. Còn về đô thị đó, đô thị thì hiện nay là tỉnh chúng ta có 35 cái dự án phát triển đô thị trong toàn tỉnh. Trong đó phần lớn là ở Bến Tre là khoảng 20, trên 20 cái dự án. Thì chúng ta phải tập trung để triển khai các cái dự án đô thị này. Hiện nay thì một số dự án đô thị đó thì nó cũng đã đấu thầu chọn lựa nhà đầu tư. Thì sắp tới là chúng ta sẽ triển khai các cái dự án đô thị. Cái thứ ba là chúng ta sẽ phát triển cái hạ tầng mà như tôi nói ở trên, là tập trung vào cái hạ tầng giao thông và hạ tầng nước. Trong cái lĩnh vực giao thông đó thì chúng ta phải hoàn thành cho được cái cầu Rạch Miễu theo kế hoạch là năm 2025. Rồi sắp tới là chúng ta sẽ khởi công cái cầu Đình Khao, đặc biệt là tập trung quyết liệt cho cái việc khởi công cái đường ven biển, mà gọi là chúng ta gọi nó là một cái tuyến đường động lực rất là quan trọng cho sự phát triển về hướng đông. Còn về các cái lĩnh vực khác bên cạnh đó thì chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống giao thông ở trên nội tỉnh, đặc biệt là các cái đường giao thông vào các cái khu cụm công nghiệp để làm sao kêu gọi cái sự đầu tư phát triển trong tương lai. Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.